Mọi người ơi, hôm nay trời rất là nắng mọi người nhá. Ồ, rất là nắng to luôn mọi người này. Ồ, rất là đẹp trời luôn mọi người ơi. Ôi, cái gì đấy mọi người ơi? Ở đây đang nhiều đồ chơi thế này. Đang tiện thế cầm cái rổ mọi người ơi. Tự nhiên gặp rất nhiều đồ chơi thế này. Mọi người ơi. Rất là nhiều xe mọi người này. Xe xếp tầng lên nhau mọi người nhá. Wow. Rất tuyệt vời luôn mọi người. Một chiếc xe gì đây? Một chiếc xe cần cấu mọi người ơi. Cho vào gió nào. Ôi, cái gì đây? Nhìn giống như tên lửa mọi người. Một cái tên lửa mọi người ơi. Tên lửa bắn. Cho vào gió nào. Xe gì đây? Con này là xe con xe. Xe cứu hộ. Xe cứu tái rồi mọi người ơi. Xe cứu hộ này. Xe cứu hóa này. Một đống chóe mọi người. Này này nó mất mất cái này là cái trong cái cầu thang đưa lên đưa xuống mọi người này, nâng hạ đó mọi người, nhưng mà mất mất rồi. Chắc là đồ cũ rồi, người ta ném ở đây rồi mọi người ơi, người ta vứt đi rồi. Không sao, mình sẽ nhặt vào đây tẹo nó, mình rửa sạch thì mình dùng lại mọi người. Rất tuyệt vời luôn. Chua vào gió này. Đây. Trời. Wow. Xe này là xe. Xe này là xe cần cấu này. Chết tuyệt luôn. Thôi vào gió ra đây. Đây nữa này. Rất là nhiều xe. Máy xúc này. Còn chóe đó mọi người. Máy xúc nha. Rất tuyệt vời luôn. Chua vào gió này. Xe quân sự mọi người. Xe quân sự này. Rất tuyệt vời luôn nhá. Nó có mới tinh. Ngạc này mình lạc một cái tên lửa đó mọi người. Có lẽ là đặt tên lửa đây mọi người nhá. Chưa có gió đâu. Chưa quân sự đây. Có cả mã số xe mọi người này. HI326 này. Nhìn chưa. Chưa quân sự đây. Chưa vào đây này. Bây ơi. Xe gì đây. KN gì đây. Gì. Xe tái mọi người ơi. Rất tuyệt vời luôn. Chưa vào đây này. Xe chở rác mọi người ơi. Quá tuyệt vời luôn. Rất tuyệt vời luôn. Vừa lắm mọi người. Xe chở rác mọi người nhá. Rồi, ok. Rất là nhiều mọi người đây. Mình cứ tìm cái. Mình ra đây mình rửa sạch mọi người nhá. Mình sẽ rửa sạch các đồ chơi đây mọi người nhá. Đây, xà phòng này. Nước trắng này mọi người này. Cho tí xà phòng này. Chiu. Mát trời, rất là mát không mọi người nha. Đấy, cho vào đây này. Này, cho tí xà phòng này nhá. Cho tắm luôn này. Wow. Sạch tinh mọi người nhá. Tí xà phòng mọi người sạch tinh này. Mát mẻ luôn. Cho đặt vào đây. Thích chưa? Sướng chưa? Mát chưa này? Mát chưa? Đã chưa? Mát chưa? Đấy, quân sự mọi người nhá. Cho một tí sạch phòng này. Đây, cho tí sạch phòng sạch tinh đây. Lại chua vào nước trắng này. Ấm mát này. Nhìn này. Sạch đẹp luôn mọi người nhá. Này. Rồi tí sạch phòng này. Tắm mát này. Mát chưa? Sướng chưa? Đá chưa? Mát này, mát sạch sẽ luôn. Tuyệt vời. Rồi bên đây này. Xe gì đây? Xe máy xúc này. Máy chuyê luôn. Đổ vàng cái vòng chuyê luôn. Đẹp đi. Được rồi, đây xà phòng này. Xà phòng mát này. Đấy, sạch tinh luôn nhá. Đấy, lại cho vào nước trắng này. Mát chưa? Mát chưa? Mát chưa? Chả mát thế. Cần cấu này, múc này, rửa sạch này. Mát chưa? Mát thật đấy. Sạch tinh này, mới tinh như ban đầu luôn. Tiếp thế ai vứt đây mình lạc được. Xe gì đây? Xe cứu hộ mọi người, cứu hỏa này. Xem nào.
chùa vào đây này. Wow, cho lộn mấy vòng thì mát này. À, chùa vào nước trắng này. Ui giời mát. Ui giời mới tinh luôn này. Ui lộn mấy vòng này. Ui giời xe lộn mấy vòng này. Mát chưa? Wow, chờ tới luôn. Ui phải tinh luôn nhá. Ui còn đồ gì đâu nào. Ui giời xe cần cẩu. Ui cần cẩu này. Chùa vào xà phòng nào. Trời ơi. Ui giời lộn hai vòng này. Ui giời. Đây. Ui trong một nước trắng nè. Ui giời lộn mấy vòng luôn. Ui giời mát chưa. Ai đây cái gì đây. Ui giời xe cần cẩu. Ui giời lộn mấy vòng nè. Ui giời chưa vào đây này. Ui giời sạch tinh luôn. Ui giời sạch tinh luôn nhá. Đây này quay hết chưa. Cái tên lửa đây. Ui giời sạch tinh luôn. Rất tuyệt vời nha mọi người này. Wow. Hôm nay video mình kết thúc tại đây nhá. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng mình nhá. Xin chào tất cả các bạn.